bởi vì khen hay chê là chuyện của họ. Nhưng mình nhìn thấy tâm mình không? Đấy mới là vấn đề. Khi mà mình còn vui bởi một cái câu khen của người khác, khi mà mình còn buồn bởi một sự chê trách của người khác, là mình đã vô tình trao chất liệu bình an vốn có trong tâm mình cho người khác cầm giữ rồi. Trong khi cái chất liệu bình an của tâm đó, nó phải thuộc về mình chứ. Và khi chất liệu bình an nó đủ đầy rồi, thì người khác có làm gì cũng không làm xoay chuyển được cái chất liệu đấy.